Như các bạn có thể nhìn thấy thì đối thủ của mình trên màn hình thì đang phải chịu những cái búp bất lợi cực kỳ là khó chịu luôn, sẽ khiến cho sức mạnh của kẻ địch bị giảm đi gấp 10 lần. Thôi, 10 lần thì hơi bốc phét quá, nhưng mà thôi, dù sao thì kẻ địch cũng bị giảm đi rất nhiều nha các bạn. Và mình hoàn toàn là có thể giành chiến thắng được. Để làm được điều đó thì các bạn hãy ấn ngay vào trong cái phần huyết mạch tiên thiên. Và tiếp theo là chúng ta sẽ mở sang phần thần thông. Thì cái này các bạn tuân thủ phải bước sang ngày thứ 6 thì chúng ta mới có thể có được cái tính năng này nha các bạn. Và trong cái phần tính năng thần thông này thì các bạn nhìn thấy mình có rất nhiều những cái thần thông. Và nó cũng sẽ chia từ phẩm lục lam, tràm tím, đỏ vàng cam, các kiểu con này đéo luôn. Thì chắc chắn đó chính là cái thần thông cam. Nó cực kỳ là xịn sò rồi. Nếu như các bạn muốn sở hữu thần thông thì các bạn ấn và nhấn thần thông. Ở đây thì nó chia làm 4 phẩm nha. Cao nhất thì là phẩm cam. Thì các bạn cứ đạt đủ 200 cái vé này thì sẽ được chiêu mộ X10. Và mình khuyên các bạn đó chính là hãy tích vào cái ô X10 và đạt đủ 200 vé thì chiêu mộ một lần nha. Thì lúc đấy tỷ lệ nó sẽ ra cao hơn. Với lại được cái là cái tính năng này thì nó cũng ok, bởi vì là nó có bảo hiểm các bạn ạ. Nó cũng giống như tính năng tinh quái thôi. Thì cứ chiêu mộ nhiều ấy chắc chắn là sẽ ra được thần thông cam. Như vậy nó sẽ rất là ok nha các bạn. Ở đây thì mình đang sở hữu được 3 cái thần thông cam, các bạn thấy watch select không? Và sau này khi mà đi PK thì các bạn có thể thấy là những cái chỉ số trang bị đây nó chỉ là một phần nổi. Còn tinh quái này, còn đến cái thần thông này mình mới thấy nó gọi là khủng khiếp, bước sang ngày thứ 6 này. Ôi rồi luôn các bạn ạ. À, lúc này các bạn nhìn thấy khi mà chỉ số của cái đối thủ của mình ấy giảm đi cực kỳ nhiều là do cái thần thông sư tử hống của nhau. Linh thú tấn công sẽ giảm 24% tất cả thuộc tính chiến đấu của mục tiêu, duy trì trong 2 hiệp. Sư tử hống này nó sẽ rất phù hợp với những em linh thú nào mà nó đánh 1 đến 2 hiệp nó đánh một lần ấy. Đấy, chứ còn nếu như con linh thú kiểu ứng long 4 hiệp nó mới đánh một lần thì nó lại không phù hợp nha các bạn. Chính vì vậy mà mình chơi ong già thì mình chơi cái sư tử hống này nó lại rất là hợp lý luôn. Đấy, cứ giảm 24% tất cả thuộc tính duy trì trong 2 hiệp đúng không? Thì hết 2 hiệp lại oánh phát nữa, nó lại bị tiếp 2 hiệp. Qua trời qua đất luôn. Để nâng cấp được cái thần thông này lên thì chúng ta hoàn toàn là có thể dùng linh thạch cũng như là dùng cái đá đạo niệm nhá. Cái đá đạo niệm tím tím này thì khi mà chúng ta đi kích hoạt cái huyết mạch này thì chúng ta sẽ tách những cái huyết mạch cũ đi ấy, là chúng ta sẽ có thể ra được cái đạo niệm đó, các bạn thấy không? Mình sẽ cho các bạn xem thêm một số những cái thần thông khác chỉ số cực kỳ là xịn sò con bò. Ví dụ như là hồi cho bản thân HP bằng 110% công, sau đó mỗi hiệp hồi HP bằng 20% công duy trì trong 3 hiệp và khi yêu khí đạt 10.000 thì thi triển. Thì cái này có thể là các bạn sẽ chưa hình dung ra, nhưng mình sẽ đi khiêu chiến để cho các bạn hình dung rõ nha. Và bây giờ thì các bạn có thể nhìn thấy là ở dưới cái thanh máu của mình nó có một thanh màu vàng, đó chính là yêu khí của mình đó. Và khi đầy cái thanh này là 10.000 điểm yêu khí thì các bạn hãy nhìn đây. Đấy, các bạn thấy không? Hồi gọi là máu khủng khiếp luôn các bạn ạ. Trời ơi, và 3 hiệp tiếp theo thì sẽ hồi rất là nhiều máu nha. Nếu như mà có thêm cái thuộc tính là cường hóa trị liệu nữa, bạn nào mà chơi kiểu né và thêm vào đó là hồi máu nha, ôi ôi, cường hóa trị liệu lên thì hồi cả khúc máu luôn các bạn ạ. Tuyệt vời mà trời luôn, đi PK rất là sướng nha. Cù cưa cù nhảy khiến cho kẻ địch rất khó chịu luôn. Tiếp theo, một cái thần thông cam mà mình cũng sở hữu được, đó chính là tăng 800 yêu khí khi bắt đầu mỗi hiệp. Thì cái thần thông này kết hợp với cả cái thần thông chân ngôn hồi sinh này nó lại hợp lý quá luôn. Càng sớm có yêu khí thì cái skill này càng thi triển được nhanh. Nó lại rất là ok các bạn ạ. Được qua nhỉ. Thì các bạn tuân thủ lưu ý đến ngày thứ 6 nha. Chúng ta sẽ có cái sự kiện đó chính là quán đỉnh thần thông. Các bạn cũng phải tích lũy một chút kiểu linh thảo đấy. Để đến ngày thứ 6 còn một cái mà chơi. Đừng chơi hết vào ngày thứ 5 là chúng ta chết dở đấy. Còn để đột phá được cái thần thông này thì tất nhiên là chúng ta sẽ cần mảnh của cái thần thông đó. Và nếu như các bạn đã sở hữu được cái thần thông này rồi, chiêu mộ ra thêm cái thần thông giống như vậy thì nó sẽ tách ra mảnh cho các bạn nha. Thì các bạn sẽ dùng chính mảnh của nó để đột phá lên. Khi mà cái thần thông của các bạn nâng cấp lên level 25, chắc chắn là sẽ khảm được thêm một cái ấn ký nó cực kỳ là tuyệt vời luôn. Đấy là các bạn tân thủ mới chơi thì nhớ lưu ý cái tính năng thần thông này nhá. Và nếu như các bạn là một tân thủ thì các bạn có thể ấn ngay vào cái danh sách phát ở trên màn hình. Mình đã chia sẻ cho các bạn rất nhiều những cái mẹo chơi tựa game Tiểu Yêu Tầm Đạo rồi nha. Các bạn xem xong nếu như mà thấy hữu ích thì nhớ cho mình xin một nút like cũng như là ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.